Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Giá Sỉ. Thì trong video này mình sẽ không báo giá nữa. Ủa, không phải báo giá mà là báo giá một lúc hai chiếc luôn nha các bạn. Nhưng mà cái chính vẫn là so sánh với các bạn hai chiếc xe số gọi là có thể gọi là phổ thông nhất tại Việt Nam hiện tại là chiếc Way và chiếc Sirius, một chiếc của Honda và một chiếc của Yamaha ha. Thì đây là hai chiếc xe số phổ thông nhất hiện tại mà người dùng Việt Nam họ hay mua. Đó, tại vì cái giá dễ tiếp cận thì bây giờ báo giá trước nha. Thì đối với cái dòng Way này thì hiện tại giá bán bên mình đang là 20,5 cũ. Còn Yamaha Sirius thì mình sẽ so sánh với cái phiên bản mà nó ngang giá nhất là cái phiên bản mà bánh căm thắng đùm. Ở đây thì mình chỉ để tượng trưng cho các bạn thôi nha. Bánh căm thắng đùm Sirius thì sẽ có mức giá là 20,2 cũ, trên lệch nhau là 300 ngàn. Giá này là bao gồm thuế VAT rồi nha, khỏi hỏi nữa. Đó, trên lệch nhau 300 ngàn thì mình nên chọn Alpha hay là Sirius. Đây thì mình bắt đầu mình đi vô chi tiết mình so sánh. Thì đầu tiên nói về thiết kế thì rõ ràng hai con này mặc dù nhìn nó hơi na ná nhau nhưng mà thiết kế của nó vẫn khác nhau nha. Con Sirius này các bạn để ý đi, thường là người trẻ họ chạy nhiều bởi vì cái thiết kế của nó là thiết kế nhìn có góc cạnh và nhiều cái đường nét nó nhọn và nó sắc sảo hơn. Trong khi cái thằng Way Alpha này các bạn để ý đi thì đa số là những người trung niên hoặc là những gọi là người có tính cách mà họ điềm đạm một xíu họ chọn Way Alpha này. Mặc dù hiện tại thì đường nét Way Alpha nó cũng gọi là hơi bo tròn một xíu, không phải nổi quá gọi là góc cạnh nhưng mà nhìn nó vẫn hơi thể thao đúng không? Nó vẫn không quá già dặn. Mà đặc biệt nó Way Alpha bên mình thì những cái màu như thế này nè thì nó làm cho chiếc xe nhìn nó bớt già để các bạn nhìn nó trẻ trung và nhìn nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều. Rồi đó là về thiết kế. Rồi, về mặt đồng hồ đi. Ui, mình về cái này khác không nhỉ? Mình về cái mặt đồng hồ đi. Nói chung thì phục thì nó cũng tương tự nhau thôi các bạn, phục rồi găm này kia thành đùm hết mà, không có khác gì nhau hết. Rồi về mặt đồng hồ nha, thì đồng hồ cả hai con này á đều là đồng hồ cơ, tại vì nó là đều là dòng xe giá rẻ mà, cho nên là đồng hồ của nó đều là đồng hồ analog thôi nha các bạn. Nhưng mà theo tôi đánh giá thì tôi thích cái đồng hồ của con Sirius này hơn, tại vì nhìn nó chia khoang, chia lớp, chia tầng đồ này kia thì nhìn nó dễ nhìn hơn. Nhưng mà bù lại thì những cái phông chữ, những cái số, những cái chữ này á, nhìn nó hơi rẻ tiền một xíu so với thằng Way này. Way này mặc dù nó làm theo kiểu nhìn nó có vẻ hơi rối mắt một xíu, những cái họa tiết bên trong hơi rối mắt một xíu nhưng mà nhìn nó vẫn cao cấp hơn nha các bạn. Rồi cả hai con này luôn mình đều sử dụng là cái chìa khóa cơ này nha. Nhưng mà thằng Way này á, thì hiện đại hơn một xíu, có nghĩa là mình sẽ có cái chìa khóa 3 trong 1, có nghĩa là khóa từ, khóa điện và khóa cổ luôn. Đó thì nó vẫn cao cấp hơn là thằng này là chỉ khóa cổ với lại khóa điện thôi. Rồi mình nói về thông số xíu nha, cái khoảng gầm này các bạn. Mình tại sao mình phải nói cái khoảng gầm, tại vì người Việt Nam mình có hai cái thói quen là hay kẹt xe mà hay leo lề. Thì thằng Honda Way này được một cái là cái gầm của nó cao hơn 12mm so với thằng này, cho nên là nếu mà chạy leo lề hay là đi những cái đường gồ ghề á, thì nó sẽ có ưu điểm hơn một xíu. Còn về động cơ thì cả hai con này á, đều là động cơ 110 phân khối. Tuy nhiên thì thằng Sirius này á, nó sẽ mạnh hơn một chút xíu, nó là 8,6 mã lực thì nó hơi nhỉnh hơn con Way Alpha này một xíu. Thì rõ ràng nó ngoài thiết kế thì cái động cơ nó vẫn thích hợp hơn cho những bạn trẻ thích chạy nó gọi là phấn khích một chút xíu. Nhưng mà đổi lại thì bị cái gì các bạn, cái xe nó mạnh hơn thì cái tiêu hao nhiên liệu nó cũng cao hơn con này một chút xíu. Thì cụ thể là con này á, theo mình biết Sirius hiện tại là 60km trên 1 lít. Đó, thì đánh đổi thôi các bạn, mạnh hơn thì tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn thôi. Mà thường thì cái tiêu hao nhiên liệu là cái mà người dân Việt Nam họ hay nhìn vào để họ mua một chiếc xe mới nhiều. Rồi, đặc biệt nữa thì tại vì hướng đến người trẻ nhiều hơn mà, cho nên cái thằng Sirius này nó sẽ có nhiều màu sắc và nhiều phiên bản hơn để cho chúng ta dễ lựa chọn. Còn Way Alpha này hiện tại thì bên chúng ta chỉ có đúng một phiên bản thôi. Đó, rồi nhắc lại một lần nữa về giá bán cho các bạn biết ha. Thì đối với dòng xe Way Alpha này thì chúng ta sẽ có mức giá là 20,5 cũ. Còn phiên bản Sirius mà mình đang so sánh cho các bạn là phiên bản bánh căm phanh đùm thì nó sẽ có mức giá là 20,2 cũ, nghĩa là hai chiếc xe này trên nhau 300 ngàn nha. Còn những cái phiên bản còn lại để báo luôn các bạn, Sirius, các phiên bản Sirius còn lại luôn. Rồi Sirius mà bánh căm phanh đĩa sẽ có mức giá là 22 cũ. Sirius bánh mâm, đây bánh mâm RC là cái mà mình đang giới thiệu cho các bạn nè, cái mà lộn, cái mà nãy giờ mình để làm trưng bày cho các bạn xem đó, thì nó sẽ có mức giá là 23,5 cũ. Đó thì đó là mức giá cho Sirius và cũng như là một số so sánh nhỏ cho các bạn biết được cái sự chênh lệch giữa Way Alpha và Sirius để các bạn dễ lựa chọn hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của chúng ta ngày hôm nay, hẹn gặp lại các bạn trong những video nào tiếp theo nữa.